chào quý vị khán giả của Đồ Gỗ Hoàng Cường nhé. Hôm nay mình xuất xưởng một lô mười mấy chiếc bàn ăn, trơn đơn giản nhất cho đến những cái sản phẩm mà kỹ thuật khó nhất, thì hôm nay mình quay video để giới thiệu cho quý vị khán giả đây này. Đó, đây hiện tại là mình đang ra lô, bên này là hai chiếc mặt bàn này, đây một chiếc nữa là ba này, đây thì đang chuẩn bị lên nha quý vị nhé, đang chuẩn bị lên nốt này. Vân bông thì quý vị có thể ngắm nhìn thấy này, hàng ngàn năm tuổi. Đó là những cái sản phẩm bên Hoàng Cường. Tiếp theo sang bên này cũng vẫn là vân bông luôn nhá, thưa quý vị nhá. Đây, chiếc này là số 6 này, vân bông. Chiếc này là số 5 này, cũng vân bông luôn. Rồi sang chiếc này là số 4 này, chiếc này là số 4 này, cũng vân bông luôn. Rồi sang bên tiếp ở cái dàn bên này nhá quý vị nhá, mời quý vị theo dõi này. Đây, rồi vân bông tuyệt đỉnh luôn. Số 3 này, đây là số 2 này, cái này số 1 này. Đó là những cái sản phẩm mà Hoàng Cường chọn lọc tất cả luôn nha quý vị nhá, vân bông. Rồi quay sơ cho quý vị khán giả xem và ngắm nhìn những sản phẩm này. Quý vị có nhu cầu mua và đặt hàng thì có thể liên hệ ngay với Hoàng Cường nhé. Xin chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại.